quay mặt sau cho anh em phát giải phát nha. Đùa chút cho vui. Đôi loa các bác đang xem đó là đôi loa F7000, cửa hàng cũng đã có clip rồi, cửa hàng quay thêm đoạn clip này thôi. Đẹp xuất sắc luôn, xuất sắc. Anh em nhìn cái mặt trên này, rất ít những đôi loa có mặt trên mã này không có vết xước kiểu như này. Không vết xước thì chắc là nói phép, chắc nó phải xước một tí tí ở đâu đó nhé. Nhưng nó còn quá mượt luôn. Một đôi loa hàng mạng, hàng đấu giá các bác nhá, rất mới luôn cho anh em. Lép vào ra. Cái này bên Nhật người ta dán vào đấy, kệ này, không biết nó dán để làm gì. Tuyến loa cực nét luôn, 70W 8 ohm, sản xuất tại Nhật Bản. Lép ra trái phải 70W 8 ohm. Loa này cao tầm khoảng 73-74, bề ngang tầm khoảng 37, bề sâu tầm khoảng 35 nếu cả lưới tre, hoặc 32-33, tầm khoảng 33-35. Ui giời, các bác chơi vào con 7.900-7.600 là đã tới bến để nghe nhạc rồi các bác nhá. Giá em nó chỉ có 7 triệu đồng giá tại cửa hàng.